Với vị thế thương mại cũng như sự phát triển của hạ tầng cảng biển, Việt Nam ngày càng đón được nhiều tàu hàng cỡ lớn. Và khi tàu hàng lớn sẽ mang theo nhiều lợi ích kinh tế. Thống kê trong 5 năm qua, số lượng tàu lớn vào các cảng biển nước sâu của Việt Nam đã tăng hơn 20% và đóng góp vào ngân sách từ các loại phí tăng gần 700 tỷ đồng. Thế nhưng hiện nay chúng ta có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh này khi không đón được các tàu hàng lớn nữa. Sau đây là phản ánh tại các cảng biển nước sâu. Nếu một container 20 feet chở trên tàu 60.000 tấn thì sẽ mất khoảng 2.300 đô la Mỹ chi phí vào cảng. Nhưng cũng cùng một container 20 feet đó chở trên tàu 200.000 tấn thì sẽ chỉ mất hơn 1.000 đô la Mỹ chi phí vào cảng. Tức là chi phí chở bằng tàu to chỉ bằng gần 50% so với chở hàng bằng tàu nhỏ. Mỗi tháng thì tại cảng này đang đón hơn 33 chuyến tàu lớn 24.000 TEU. Điều này thì đồng nghĩa với việc là chi phí bình quân của các hãng tàu đang giảm từ 25-30%. Doanh thu và hiệu quả khai thác tại các cảng biển vì thế cũng tăng theo. Thì hàng hóa có thể qua các tàu mẹ đi thẳng từ Việt Nam tới châu và châu Mỹ. Và đây cũng là tiền đề để đưa Việt Nam trở thành một hấp trung chuyển lớn trong tương lai. Lợi ích kinh tế lớn như vậy nhưng hiện một số cảng biển đang đứng trước nguy cơ thất thu vì luồng lạch không đáp ứng cho tàu lớn ra vào. Lấy ví dụ tại đoạn luồng từ phao số 0 đến khu Cái Mép Thị Vải ở thời điểm hiện tại, dù sau khi đã được nạo vét đạt độ sâu 15,5 mét thì vẫn phải tận dụng thủy triều con nước mới có thể đảm bảo an toàn cho các tàu lớn trên 200.000 tấn có thể vào, rời bến cảng. Một số cái tuyến luồng khác ấy, thì do là không tìm được cái vị trí đổ chất nạo vét phù hợp cũng như là không đủ cái kinh phí, không được duy tu hàng năm, không đảm bảo được cái độ sâu theo thiết kế, ảnh hưởng và hạn chế đến cái việc mà tàu có trọng tải lớn vào khai thác tại các cái bến cảng, tại cái cảng biển đó. Đương nhiên là nếu như chúng ta không tiếp nhận được tàu lớn thì ví dụ như ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu này thì tàu lớn nó sẽ qua Singapore và nó sẽ tăng cái giá thành. Việt Nam đang có khoảng 30 tuyến dịch vụ tàu kết nối trực tiếp Mỹ và châu Âu, sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lên tới gần 675 triệu tấn một năm. Nhưng nếu không sớm đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các cảng biển nước sâu để tiếp nhận được tàu trọng tải lớn và siêu lớn thì sẽ lãng phí cơ hội trở thành trung tâm trung chuyển hàng hải quốc tế và thất thu tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm từ các loại phí hàng hải.